Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Hyundai Accent nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay, ngày 10 tháng 10 của năm 2023 rồi, em xin phép được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán tốt nhất của dòng xe Hyundai Accent ở cái thời điểm em đang chia sẻ, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu thì có thể nắm được. Hyundai Accent là dòng xe thuộc phân khúc cỡ B, sedan 5 chỗ, đang cạnh tranh trực tiếp với rất nhiều đối thủ ở trên thị trường. Ví dụ như là cạnh tranh với chiếc xe Toyota Vios này, cạnh tranh với chiếc xe Honda City. Nhưng mà ở trong cùng phân khúc thì tầm tiền của dòng xe Hyundai Accent này cũng chỉ bằng chiếc xe Kia Morning thôi, hoặc là chỉ ngang ngửa với chiếc xe thấp hơn chiếc xe Vios đến 30 triệu anh em ạ. Thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em, để cho anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu cái dòng xe Hyundai Accent này thì có thể nắm được. Đầu tiên là em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản 1.4 MT tiêu chuẩn. Bản này đang có mức giá là 426 triệu. Với cái chính sách giá bán của đại lý bên em thì đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 30 triệu, tặng anh em những gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 442 triệu. Trả góp thì đang là 107 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 438 triệu. Trả góp thì đang là 103 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 420 triệu. Trả góp thì đang là 85 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và chưa bao gồm các chi phí đăng ký chọn gói anh em nhé. Đó. Hiện tại cái bản MT tiêu chuẩn này thì bên em cũng đang rất là nhiều xe có thể giao ngay cho anh em ở cái thời điểm em đang chia sẻ anh em nhé. Với cái chính sách tổng lăn bánh như này anh em cảm thấy phù hợp thì có thể gọi ngay cho em để em gửi báo giá chi tiết để anh em dễ hình dung nhất anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là bản 1.4 MT bản đủ. Bản này đang có mức giá là 475 triệu. Hiện tại đại lý bên em cũng đang giảm cực kỳ sâu về tiền mặt cho anh em lên đến 30 triệu, tặng anh em gói phụ kiện cơ bản. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 490 triệu. Trả góp thì đang là 116 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 486 triệu. Trả góp thì đang là 112 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 468 triệu. Trả góp thì đang là 94 triệu. Với cái bản 1.4 MT bản đủ này thì bên em đang cực kỳ nhiều xe để có thể giao ngay cho anh em. Cũng như là cái chính sách giá bán vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em, anh em nhé. Đó. Hiện tại cái bản 1.4 MT bản đủ này thì cũng rất là nhiều anh em là lựa chọn để có thể là lấy xe để chạy dịch vụ, hoặc là lấy xe để chạy gia đình cũng cực kỳ là hợp lý anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Hyundai Accent 1.4 AT tiêu chuẩn. Bản này đang có mức giá là 505 triệu. Hiện tại đại lý bên em đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 45 triệu. Tức là tương đương với gần 200% lệ phí trước bạ anh em nhé. Cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản theo xe nữa. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 512 triệu. Trả góp thì đang là 120 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 507 triệu. Trả góp thì đang là 115 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 489 triệu. Trả góp thì đang là 98 triệu. Với cái bản MT tiêu chuẩn này thì bên em còn một số xe thôi, cũng không đủ màu để giao ngay cho anh em. Nhưng mà anh em hoàn toàn có thể là ký chờ và lấy xe vào khoảng 18 tháng 10 này là có thể giao xe cho anh em luôn được anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Hyundai Accent 1.4 AT đặc biệt. Bản này thì đang có mức giá là 545 triệu với cái chính sách giá bán tăng cường ưu đãi giảm thêm 5 triệu nữa so với thời điểm trước. Thì giờ cái mức ưu đãi đang là giảm cho anh em 40 triệu, tặng anh em gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 554 triệu, trả góp thì đang là 129 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 549 triệu, trả góp thì đang là 123 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 531 triệu, trả góp thì đang là 105 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em về giá xe, về khuyến mại cũng như là về quà tặng của cái dòng xe Hyundai Accent ở cái thời điểm ngày 10 tháng 10 của năm 2023. Rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn nhận thêm những cái ưu đãi thì hoàn toàn có thể là gọi điện cho em để em gửi chính sách giá bán cạnh tranh nhất tới anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.